thiên trời bao la bồng bềnh theo con sóng, trên mong tàu son lờ dưới đất mẹ hoàng sa, giữa biển đêm bao la những hàm tàu rẽ sóng, dù mảnh son hô nhỏ trời bờ cõi Việt Nam. Những thời khắc căng thẳng nhất của vụ giàn khoan HD981 năm 2014, Đại tá Vũ Văn Kính, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát Biển 2, là một trong những người gắn bó với anh em chiến sĩ nhiều nhất. Và rồi cho đến bây giờ, ông là người được anh em chiến sĩ cảnh sát biển tặng danh hiệu là Nhà thơ Hoàng Sa, nỗi nhớ Hoàng Sa. Thế nào? Thật sự là cái bài thơ tôi viết thì nó cũng mang cái chân chất người lính thôi. Còn cái việc thuyền và biển, trời và đất, đấy là cái chuyện ngàn đời. Muốn khẳng định rằng là, vì sau đấy tôi đã viết tiếp một câu, tức là chuyện ngàn đời để lại, đất và nước chuyện ngàn đời để lại, thuyền và biển câu chuyện kể ngàn năm, Hoàng Sa đảo nhỏ in kỳ tích, hồn thiêng bờ cõi Việt Nam ta. Giữa biển trời bao la bồng bềnh theo con sóng, trên mong tàu son lờ dưới đất mẹ hoàng sa, giữa biển đêm bao la những hàm tàu rẽ sóng, dù mảnh son hô nhỏ từ đất liền xa đảo, hôn tiếng biển trời bờ cõi Việt Nam.